là đèn pha siêu sáng LED 7 màu. Đây là một cái dòng đèn pha chịu được nước, nó có thể chiếu xa hơn được 30 m đến 50 m. Sử dụng rất là tốt cho khi mà gọi màu pha sáng cho những cái tòa nhà cao tầng hoặc là những cái sân thượng, những quán cà phê ngoài trời. Dòng đèn này nó được sử dụng bóng LED 7 màu, tuổi thọ nó trên 50.000 giờ. Nếu mọi người sử dụng rất là tốt. Đèn nó có chế độ cảm ứng đeo nhạc và auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển đi mít chuyên nghiệp. Nên mọi người cũng có thể mua để đi những cái show sân khấu ngoài trời. Khi trời mưa mọi người đỡ mất không phải che chắn. Dòng đèn này thì mọi người xài không sợ trời mưa, không sợ lo nó bị dư nước. Hiện tại mình đang quay và giới thiệu thực tế thì studio của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.